Chào anh em đã trở lại với kênh dụng cụ hình gia. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái con máy thổi bụi dùng pin, sử dụng trung pin phổ thông M21 của Decton, mã đó là M21TB01. Đi kèm theo máy nó sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng, một cái thanh giữ đế, tổng cộng là bốn cái ống dùng để thổi và hút bụi ha, và một cái túi đựng bụi như thế này. Và cuối cùng đó là cái thân máy. Thì cái pin này thì nó chưa có kèm theo nha anh em. Thì con này là nó sử dụng động cơ có chổi than, và thông số của máy như thế này. Thông số của máy tức là về cái tốc độ thổi nó là 30 m trên giây. Rồi cái này lưu lượng gió là 30 m trên giây. Tốc độ gió của nó là từ 6.000 cho tới 8.000 vòng trên phút, và trọng lượng của nó là 1,1 kg. Về thiết kế của nó thì khá là nhỏ gọn nha anh em. Nó ở đây thì nó có cái nút điều chỉnh cái tốc độ thổi này. Đấy, ví dụ em đang để tốc độ thấp nhất này, nó tăng lên này. Máy này thì sử dụng động cơ có chổi than, nó rất là nhỏ gọn nhưng mà cái lực thổi nó cũng rất là khỏe nha. Cái tốc độ thổi của nó lên tới, lưu lượng gió của nó là lên tới 6.000 cho tới 18.000 vòng trên phút, là rất là lớn ha. Đó. Thì con này nó có hai chức năng, chức năng thổi và chức năng hút. Khi anh em thổi á thì anh em sẽ gắn gắn cái đầu này vào ha. Đây là cái ống gơm gió. Thì những cái đợt gần này thì bên hãng nó đều có đi kèm theo cái ống gơm gió như thế này. Thì một cái ống này á, nó nhiệm vụ của nó là nhìn thấy sẽ giảm cái tiết diện ha, và sẽ tăng cái lưu lượng gió nó thổi ra, giảm cái tiết diện lại, nên là cái lượng gió thổi ra nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ đi xa hơn. Đó, anh em chỉ cần gắn vào như thế này và anh em bấm thổi ha, rất là khỏe nha anh em. Rồi còn khi anh em muốn hút á, thì anh em sẽ gắn vào cái đầu này nha. Hút thì anh em sẽ gắn cái ống này vào đầu này, và bên cái đầu bên này á, thì anh em sẽ gắn vào cái đầu cái túi đựng bụi đó. Thì ở phía sau này nó có một cái chỗ mở, dây kéo mở ra để anh em đổ bụi ra khi anh em hút đây. Rồi ngoài ra thì nó còn phải đi kèm thêm hai cái ống này ha. Hai cái ống này thì anh em có thể nối dài nó đó, nối dài như thế này, nối dài ra để anh em gắn vào để anh em thổi. Ví dụ như anh em đứng để thổi, cái đầu nó gập xuống này, anh em thổi gom gom lá đâu lại đó thì cũng khá là hiệu quả ha. Rồi một bộ như thế này thì giá bán hiện tại của nó là 700.000 ha. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em cứ click vào trong phần giỏ hàng, rồi click vào trong phần mô tả có thông tin của em, thì anh em cứ nhắn tin Zalo cho em ha. Thì sẽ có thêm một số cái chương trình khuyến mãi từ bên cửa hàng bên em. Rồi còn anh em nào mà muốn mua cái bộ combo máy pin sạc thì anh em cũng inbox vào Zalo, em sẽ báo một cái giá cực kỳ tốt cho anh em nha. Rồi cảm ơn em.